anh em là Chile đây. Rất cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và tin tưởng Chile Team của em trong suốt thời gian vừa qua. Và với cái mong muốn ấp ủ bấy lâu nay là tạo nên một cái sân chơi nơi mà anh em chúng ta có thể cùng nhau giao lưu, chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm trong thị trường crypto, và vừa muốn được chăm sóc những khách hàng thân yêu của Chile Team trên chính cái nơi này, nên em và team đã quyết định tạo nên Chill Crypto Community, viết tắt là CCC. Thì với bước đầu chập chững, CCC đã có hơn 6.000 thành viên tham gia. Thật sự là em rất bất ngờ và cảm ơn 6.000 thành viên này với tất cả những khách hàng yêu dấu của Chile Team. CCC with love. CCC bước đầu sẽ là nơi cho những anh chị em newbie được hiểu rõ hơn về thị trường crypto, và team sẽ từng bước cho ra đời những video vô cùng bổ ích cho anh chị em người mới, vì ai cũng đã từng là người mới đều có chung một cái tâm trạng là vô cùng lúng túng và đầy ngỡ ngàng khi bước chân vào thị trường crypto này, và chính bản thân mình cũng vậy. Trước kia mình bước chân vào thị trường chỉ mong được dựa vào ai đó hoặc là một nơi nào đó để mình có thể học hỏi và yên tâm hơn khi ra quyết định đầu tư. Chính vì vậy, CCC mong muốn sẽ trở thành chỗ dựa cho anh chị em cả nhà mình nha. Không chỉ dừng lại ở đây mà CCC có lộ trình phát triển rõ ràng theo thời gian, đi theo hướng chuyên sâu hơn. Bật mí nhỏ với cả nhà là Chile được code riêng và nhận sự tư vấn chiến lược phát triển cộng đồng của một đàn anh được xem là lão làng trong thị trường crypto. Rồi CCC cũng sẽ cung cấp được những thông tin chuyên sâu hơn cho những anh chị em dày dặn kinh nghiệm trong thị trường crypto này. Vì cái mục tiêu đó nên CCC mong muốn thu hút được thật nhiều nhân tài hội tụ về ngôi nhà chung. Em và team luôn sẵn sàng mở cửa chào đón những anh chị em nào có kiến thức nền tảng và nội lực thâm hậu trong thị trường crypto để gia nhập vào team của em. Nếu có thì hãy liên hệ với em nha. Em thật sự là trân trọng và biết ơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, cùng nhau đầu tư dài hơi và cùng nhau chia sẻ những cái thông tin giá trị đến cho cộng đồng nha. Bên cạnh đó thì việc làm sao cho nhiều người biết đến CCC cũng không kém phần quan trọng, mà việc này thì không ai thích hợp hơn các bạn KOL. Nên thông qua cái video này, nếu mà anh chị em nào muốn làm KOL của CCC thì hãy liên hệ ngay với Chile nha. Và tất nhiên sẽ có thêm một vài tiêu chí là KOL sẽ có cái sức hút riêng hoặc là có một cái tầm ảnh hưởng nhất định. Vì bản thân Chi nghĩ là nếu chúng ta có được những bạn KOL có sức hút và có tầm ảnh hưởng thì nhanh thôi sẽ rất là nhiều người biết đến CCC, và thông qua việc đó thì sẽ thu hút được thật nhiều nhân tài hội tụ về nơi đây, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ những giá trị tuyệt vời đến cộng đồng, đúng không cả nhà? Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Mình mong muốn rằng là anh em chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp xây dựng một cái cộng đồng CCC thật là chất lượng. Và anh em nào mà chưa tham gia vào cái cộng đồng này thì hãy nhớ xem cái phần mô tả bên dưới nha. Love you, CCC with love.